không chịu dắt con theo cho em vui. À, rủ đi mà ổng không đi giờ sao giờ. Cái cục cưng của người ta mà. Đúng không? Cưng của ba thôi, chứ đời cũng không. Mất được thằng chồng khác kiếm ba thằng chồng cũng lỗ. Cũng gần mà, cũng gần hết chùa tới đó rồi. Mềm lắm đó chị. Hả? Mềm lắm. Chị gái đi tới chùa đó là tới chùa rồi. Không có đi xe anh chị. Ờ. Ờ, cũng gần chứ không xa đâu. Tưởng sao cái bút mình vừa rồi á mà không cho mình đó trên cái bãi kia kìa. Tướng em ba mai mua đồ khỏi phòng ngay. Mua đồ tính rồi ăn ăn, mua ăn ăn. Dạ. Đó đi cả nhà mình đã, cả nhà mình nay lên chùa. Dạ. À, cả nhà mình nay đó hả, bây giờ đi lễ chùa nha. Rồi nào ăn cơm với đợi đồ ăn ăn không hết. Muốn con gà nướng lên quá. Không, bây giờ là cơm bà đun mà bà đun nó, bà đun nó không biết rồi á hả? Ăn là mấy bà nội chân nhớt của nó nói này nói kia. Ủa vậy bà đun không biết hả? Ủa, bà đun bà hồi nói mình á là ăn phụ cho hết. Bà hồi bà đun nói không biết là sao. Vậy là bên kia họ nấu. Để họ ăn đi. Ờ thấy mấy bà đó hả? Mấy bà cũng ấy phải không? Mấy bà cũng đang thương mình á. Này là nước từ thiện hả anh? Dạ, cảm ơn cha con cho em uống. Đó, giọt nước kìa hả? Giọt nước từ thiện nè. Còn nước còn đó, còn nước không? Còn nước không, đừng có uống nước. Còn cá nè. Con này, khá giờ ăn cơm. Uống đi. Mình sống từ thiện hả? Đó rồi. Uống đi. Uống hả? Uống cũng cá. Đây nước cũng quẹt pin đó. Tự nhiên mà. Biết cái chắc tôi nói lộn gì đó hỏi em biết gì chị bạn đây mà
lôi mình đi nó vui gì đâu á. Lên giờ xuống á hả? Về xuống đi về. Dạ. Ở trong nhà mới ra nè. Dạ. Từ vô nãy giờ nằm lên nằm xuống bắt đầu xúm nhau. Tiền
Bao cái này mình cắm nha. Không chụp. Lấy hết chùa đẹp. Đi đó chụp hình ở chợ. Không có gì hết á. Bây giờ mấy người khách đi à, bông.